Hai. Xuân tiền, xuân tiền. Đây bông cả nhà. Với con người, hai bên giáp lá cà đâm chém giết nhau. Du khách ngồi trên du thuyền như bị kẹt giữa hai chiến tuyến, những mũi tên bắn vun vút, những tảng đá bay trên đầu du khách. Các bạn sẽ được chứng kiến tận mắt khu rừng của những linh hồn, những xác chết dần dần hóa đá, những linh hồn chui vô quấy phá, những hồn ma không được hóa kiếp lẫn vỡ khắp. Hai mỏ con gò. Thank you.